Hello, xin chào mọi người, quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức. Mình là Hưng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một con xe Toyota Fortuner, số sàn máy dầu, sản xuất năm 2015. Xe đang mang biển kiểm soát là Đồng Nai nha. Xe này gốc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra nếu mà sang tên về thành phố Hồ Chí Minh thì không tốn 20 triệu tiền lệ phí biển số nha. Xe này có màu xám nha, chấp theo màu đen nha mọi người. Màu xám, xe rất là đẹp luôn. Xe không dịch vụ nha, chiếc xe này là không có chạy dịch vụ nha. Ô đô chuẩn 8 vạn luôn. Bốn bánh xe là còn zin luôn nha. Bốn bánh xe là còn zin, sản xuất 2015 luôn. Em mình đi một vòng cho quý anh chị xem ha. Xe mình vừa dọn dẹp xong, đánh bát tút tát lại, vệ sinh, rửa xe, xịt rửa, dọn dầm, dọn máy như xe mới luôn nha. Sơn rất là đẹp luôn, như sơn zin hầu như được khoảng 80-85% ấy. Rất đẹp nha. Toyota Fortuner sản xuất 2015, máy dầu số sàn. Giá bán mình sẽ báo ở phần cuối video nha. Một trong những dòng xe rất là ăn khách của Toyota. Em mình chiếu đây ha. Đây phần đèn của nó nè. Đó. Rất là sáng luôn. Còn trong nha, không bị đục nha. Phần nói của cái cản với lại phần lường nè. Rất là liền lạc luôn. Chứng tỏ này xe này rất là ít sơn dặm lại, nhiều khi là sơn dặm nhiều ấy, mình nói nó không có được liền lạc. Rồi đây la răng xe ha, hợp kim nhôm nè, sơn tĩnh điện 17 inch. Đét của bánh xe này là đây, đét của nó đâu, mình chiếu đét rồi đây, đét của nó đây, sản tuần thứ 42 ha, năm 2015. Đây là gương chỉnh điện ha, và tích hợp đèn báo rẽ, gương chỉnh điện nha, tích hợp đèn báo rẽ nha, rất là mới luôn ha, sáng trưng luôn. Rất là lâu rồi mới về được một con xe Fortuner máy dầu mà đẹp đến như vậy, mình không nghĩ là đẹp đến như vậy luôn các bạn. Quý anh chị nào mà đang tìm con xe Fortuner đời này á thì có thể đến xem trực tiếp ha, em dám cam kết là trên dự luôn là xe này rất là đẹp nha. Xe đã có vẻ che mưa rồi nha. Rồi tay cầm thì cũng có ốp cái chrome rồi, rất là sáng sủa luôn. Ghế da nè. Bánh sau đây là cũng là sản xuất nha, tuần thứ 40 nè, năm 2015 nha, bánh zin theo xe luôn. Rất là hiếm nha. Xe này cũng đã lên bệ bước rồi nha. Đã lên bệ bước rồi nè. Phía sau xe được trang bị là có camera lùi và cảm biến lùi nha. Bánh sơ cua còn mới tinh luôn, còn rất là dày nha, mới tinh luôn này, chưa sử dụng luôn. Bánh sơ cua là chưa sử dụng luôn nha. Một vòng nữa đây cho quý vị xem lại. Xe rất là cứng nha, còn rất là cứng luôn, sơn đều rất là đẹp luôn, không có bị thấy hai ba màu đâu. Gương là chỉnh gập điện ha, tích hợp đèn báo rẽ nè. Nội thất hay ghế da, ghế này đã bọc da rồi nha. Ghế đã được bọc da rồi. Zin của Fortuner này là của con bản này sẽ là ghế nỉ. Lát nữa mình sẽ chiếu chi tiết hơn ha. Ghế rất là sập nha, căng đét luôn. Dòng Fortuner này động cơ là 2.5, rất là tiết kiệm nhiên liệu nha. Thì nếu mà đi trong thành phố mình chưa tới 10 lít, chưa tới 10 lít dầu nha. Chưa tới 10 lít dầu 100 km nha. Đặc biệt là
rất là dễ. Dòng Toyota thì họ nói là phụ tùng linh kiện rất là phổ biến và dễ sửa chữa nữa. Thành ra anh này gọi là thánh mà. Toyota gọi là giá trị cốt lõi, thương hiệu Toyota giá trị cốt lõi mà. Rồi mình lên coi nha. Hay mình nổ máy lên nha. Không thấy, khó thấy quá. Ngay chỗ nắng đây. À, alo 7 vạn chứ. 7 vạn xin lỗi, mình nhớ nhầm 7 vạn. Nổ máy nha. Vô lăng nè. Sừng sùi gia cốc là còn luôn nha. Thấy chưa? Rất là mới luôn, vô lăng rất là mới luôn nha. Cường số đây. Xe thì đã được trang bị là màn hình DVD rồi nha, có việc map dẫn đường luôn. Này nút chỉnh điều hòa ha. Dưới này nghe là sẽ là có xe gương tắt mở cảm biến và mở điều hòa phía sau. Tủ kệ tay nè, sừng sùi gia cốc luôn còn luôn nè. Xe nói chung là rất là đẹp nha. Nếu mà anh chị em nào đang kiếm một con xe để đi thì thực sự đang kiếm thì con xe này rất là ngon. Đây luôn chỉnh cặp điện nha. Xe này là chủ xe đã trang bị một cái màn hình trần nha, màn hình trần nha, màn hình trần để phục vụ cho gia đình nha. Nói chung là ngon, đánh giá là rất là ngon, tiền ít thịt nhiều. Rồi thì giờ mình sẽ quay cái phần máy móc cho các bạn xem ha. Cái con xe này á, mình đánh giá là cái máy còn rất là ngon nha các bạn nha. Là mình nổ máy, mình ngồi hàng gần con xe nè, cái tiếng mình nghe tiếng o nha. Máy dầu của Fortuner các bạn kiểm tra, thì mình những con nào mà máy còn cứng á thì bạn sẽ nghe cái tiếng máy nó nổ hơi tròn, có chữ o đấy, thì máy nó còn ngon. Theo kinh nghiệm mình là vậy. Rồi mình để mình chiếu phần động cơ các bạn xem nha. Đây xe trang bị động cơ là máy dầu ha, máy dầu 2.5, dung tích là 2.5, hộp số sàn 5 cấp ha, số sàn 5 cấp nha. Xe là cam kết không cứng đụng, không ngập nước nha. Bao nguyên zin nha, sùng chỉ keo là nguyên zin hết nha. Đây xe này thì hiện giờ đời 2015 rồi, thì theo quy định của công ty là bên mình sẽ bảo hành động cơ và hộp số với xe này là 3 tháng hoặc 5.000 km nha. Nhưng mà bạn cứ yên tâm, con xe này rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn nha. Dòng Fortuner này coi xe dễ lắm, khung sườn máy móc nọ là nó lộ hết ra ngoài rồi, lộ hết ra ngoài rồi. Bao test hãng ha, cứng đụng ngập nước là hoàn tiền, yên tâm không vấn đề gì cả. Đến cứ xem thoải mái, bao test, thích thì lấy, không thích thì thôi nha. Ok. Giá xe niêm yết hiện tại là 675 triệu và còn thương lượng nha, chứ phải là giá cuối. Ngân hàng hỗ trợ vay 70% trả góp trong 5 năm nha. Khách hàng thiện chí cứ đến xem xe, dễ thương, nhiệt tình, nhanh gọn lẹ là có giá tốt. Xe đang được trưng bày tại địa chỉ 389 quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. Ok, cảm ơn các bạn, xin hẹn gặp lại ở những video khác. Nhớ bấm subscribe để theo dõi những video mới nhất từ siêu thị ô tô Thủ Đức nhé.